không canh đổi thay chẳng biết vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mười mấy năm sau quá hao mòn mùa màng thất đói đau không thuốc. Thương hại bay lệ dân đức ruột thảm vợ con đói rách đùm đeo. Gầm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng da mắt. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mãi thiên cơ mỗi phút mỗi thay. Nếu thành suy như thể tên bay, đường vinh nhục rủi mãi một lát. Ai phú quý giàu đại ra cát, ta điên khùng thương hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, ngày nào ai có tỉnh tâm tìm đau. Trai trung liệt đáng trai hiền thao, gái tiếc trinh mới gái nam trào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa. Đời tận thế mà còn lần lừa, chẳng chịu máu cải giữ dễ lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng vãng sanh cực lạc. Tương với muôi châu rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà. Mà mai sau thoát khỏi tình ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hà. Trên bãi núi còn nhiều bao là, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Coi là coi được Phật được trời, coi phép là của tiên của thanh. Cuộc dương thế ngày nay mong mạnh, mà sang giàu còn hiếp nghèo nàn. Phải xa thân tầm bát cái nhã thoàn, sao mới khỏi hầm tha sâu bắt. Đến chừng đó bông phương có giặc, khắp hoàng cầu thiết thiết tha tha. Vậy sớm mau kim giữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lừa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bừa, vọng cứu quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy nước nhà thiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kiêu hành, thương những người đói rách cơ hàng. Cánh phòng qua khó sánh lâm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hành. Cõi trần thế hết suy tới thành, hết lâm nguy đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc ba tánh đời này dĩ nghị, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân chẳng trọng bát tiền, mà dương thế cứ theo biếm nhẹ. Sao lấp hối thì già quá trẻ, khắp hoàng cầu đối xác thay hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thưởng Phật tiên giới thanh. Khuyên trai gái học
theo khổng mạnh, sách thánh hiền giải đạo làm người. Xem truyện thơ chẳng biết hổ ngươi, mà làm thoái điêu thuyền lữ bô. Sao kẻ ấy làm mồi mảnh hổ, cảnh núi non nhiều thua dĩ kỳ. Nó trọng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa. Đến chừng đó thiên la lưới bùa, mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao ly. Học tả đạo làm điều tà mi, theo vị đoan cung kiến tình tà, thì sau này gặp chuyện thiết tha. Đừng có trách khùng điên chẳng cứu, thầy ba tánh nghinh tân yểm cừu. Học ai mà ngán ngược nhiều lời, phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời. Chẳng có kể công sanh dưỡng dục, thương lê thứ bài tường trong đục. Mặc ý ai nghe phải thì làm, lời của người di tịch núi Sam. Chớ chẳng phải bài điều quyến hoặc, cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc. Chẳng ở yên còn xuống phàm trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân. Nên chẳng kể tấm thân lao khổ, giả quê dốc khuyên người tỉnh ngộ. Giả bán buôn thức giấc người đời, rằng ngày nay có Phật có trời. Kéo dân thứ nhiều người kiêu ngào, xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão. Buồn xóm làng cứ ghét điên khùng, nếu trẻ già ai biết thì dùng. Chẳng có ép có nài ba tánh, nghe điên dạy sau này thời thanh. Đây chỉ đường cực lạc giảng sanh, đừng có ham lên mắt hùng anh. Xa địa ngục uổng thân uổng kiếp, theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Ngày nay đã gặp dịp tu hành, niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống cõi tiên thanh. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sánh, xưa mát thương phụng gái non kỳ. Bởi võ vương đang bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp tràng trị kẻ hung đồ. Được thành thơi nhờ chữ Nam Mô, khuyên bổn đạo ráng mà trì chi. Xưa Tây ba thất niên vũ lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Dòm biến trần cảnh khổ vơi vơi, lao với khổ khổ lao chẳng xiết. Ghét bảo chúa là xưa trụ kiệt, mất cơ đồ lấy bị lửa thiêu. Thương Minh Vương bắt trước thuần yêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương trần thế kể sao cho xiết, mượn sách trần bút tả ít hàng. Kể rõ ràng những việc lầm than, mắt làng xóm muốn nghe thì chép.
Việc tu tịnh khùng không có ép, cho giấy vàng điên chẳng có này. Lòng yêu dân chẳng nể vấn dài, cho bổn đạo giải khuây niệm Phật. Việc sai đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hải nên trọng kinh. Bệnh ôn dịch cũng đừng mời thánh, cõi ngũ hành chẳng khá reo kêu. Hãy dình lòng chớ khá dệt theo, nói xin xỏ cũng không no béo. Đời quân hạ ngày nay mỏng mèo, khuyên thấy trần hải ráng kiên dè. Mắt tình ai lên ngựa xuống xe, ta chẳng có ham nơi phú quý. Trong bốn đạo từ nay kim chỉ, đối với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ, cho ba tánh rõ lời châu ngọc. Nước Nam Việt ấy là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người tri. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc đế sự phân. Lại giữa kề bệ ngọc các lân, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thì ba tánh nhiều điều tay khổ, khùng thương dân nên phải hết lời. Giáo lục châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lễ thứ nào đâu có biết. Giải đạo chánh vì thương Nam Việt, ở cao miên vì mến tận hoàng. Trở về Nam Đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân lý. Trong sáu tỉnh nhiều điều tà mỹ, tu hành mà dĩ kỷ quá chừng. Thì làm sao thoát khỏi trầm luân, khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chánh. Chừng lập hỏi xác thân mới rành, nếu không thời khó thấy Phật trời. Khùng dại dân chẳng dám nghỉ ngơi, đi chẳng kể tấm thân già ca. Cánh trần thế mặt ai thông thà, chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần. Có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu. Cảnh Tây Thiên báu ngọc đại lâu, ráng tu tỉnh tìm nơi an giường. Kẻ hiền đức sau này được hưởng, phép thần linh của Đức Di Đà. Lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lúc đau. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thao, trong những ai biết niệm Di Đà. Lại được gần bệ ngọc long xa, cõi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão, gái bé thơ biết trọng tuổi già.
Ráng tĩnh tâm dẹp được lòng tà, thì được thấy Phật tiên thần thanh. Việc hung dữ hay nên xa lánh, theo gương hiền trao sữa làm người. Sao tà tính ăn sông nuốt tươi, mà ba tánh chẳng lo cải thiện. Miệng dương thế hay bài nói quyền, sách thánh hiền ghét kẻ nhiều lời. Khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời, coi hạ giấy rồng mây chơi dần. Ở chòm xóm đừng cho nhớ bần, ráng giữ gìn phong qua nước nhà. Câu tam tùng bọn gái nước ta, chữ hiếu nghĩa kẻ trai cho vẹn. Ghét những kẻ có ăn bọn sèn, thương những người đói rách lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật chớ nên say bùi. Kẻ phu quỷ đừng giống cơm ngồi, sao đói lòng chẳng có má dùng. Ta yêu đời than thở chẳng cùng, mà bá tánh chẳng theo học hỏi. A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đặng trong chờ mong mọi chúng sanh. Hiển hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có hướng nhờ. Chốn hồng trần nhiều cánh nhút nhớ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tranh. Chung tựu điểm ta nên xa lánh, tứ đổ tường đừng có nhiễm vào. Người tránh xa mới gọi trí cao. Xa bốn vách mang đều nhớ nhuốc, muốn tu tỉnh nay đã gặp cuộc. Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lĩnh bảo ta truyền dạy. Nên khổ lao khùng không có nài, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu, thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ. Mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng. Phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong vòng bính khổ. Lúc đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường. Chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lệ thư biển di thương hài, dùng phép màu lấp lại thượng quân. Việc thiên cơ khùng to hết trần, cho trần há tường nơi lao ly. Lão nào có bài điệu ma mị, mà gác lường bóng đạo chúng sanh. Đức Minh Vương ngự trong Nam Thành, đặng phân xử những người bối nghĩa. Trung với hiểu ta nên trao trẻ, hiền với lương bổn đạo rèn lòng.
thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba tánh vạn dân vô sự. Đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Nay trở lại như đời chủ kiệt, hãy tu nhân chớ có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chỉ cao thanh, được hồi phúc nhờ ơn chư Phật. Hãy thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bao quý. Mặt trai gái trẻ già có nghĩ, thì khoan cười tôi rất cảm ơn. Không ra đời truyền giải thiệt hơn, chứ bổn đạo chứ nên khinh rè. Nay khùng đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bổng lại có sông. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ai ắt tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chung đục đẽo những cây với cùi, đắp xi măng sơn phết đặt tên. Ngục A Tỳ giữa cây một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Khuyên sư dạy mau mau cải hối, làm vô vi chánh đạo mới mau. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đo, tạo làm chi những cốt giới hình. Khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chứ theo thần tu. Khuyên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tìm đạo chánh của khung. Đằng sau xem liệt quốc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bề. Quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây nhạc trỗi tiêu thiều. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thương cầu. Khùng vâng lệnh Tây Phương Phật Tổ, nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân chua. Khuyên những kẻ giàu sang có của, hãy mở lòng thương xót dân nghèo. Cảnh vinh hoa lại quá treo leo, nhà giàu có sao nhiều tai ách. Hỡi ba tánh rừng sâu có mạch, tuy u minh mà có đến vang. Linh Quan Âm giải biểu khùng toàn, cho bốn đảo rõ nguồn chân lý. Lũ thầy đám hay bài trò khi, mượn kinh luân tụng mương lấy tiền. Chốn Diêm Đình ghi tội liên miên,
mà tăng chúng nào đâu có rò. Theo thần tu tạo nhiều chuông mò. Từ xưa nay có mấy ai thành Phật từ bi độ tử độ sanh, là đâu kẻ hiền lương nhân ấy. Xa với phương là trò kỳ quái, làm trái đàn che miệng thế gian. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang, mượn tăng chúng đặng làm chữ hiếu. Thương ba tánh gì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn. Thấy lạc lầm đấy đóng lòng son, khuyên bổn đạo hải nên tỉnh ngộ. Ở dương thế tạo nhiều cánh khổ, xuống huỳnh tuyền địa ngục khảo hình. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình. Sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thưởng hai đường tỏ rò. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tỉnh mới màu. Tận thế gian còn có bao lâu, mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó hút tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới làm. Làm hiền lành hơn tụng hư hà, hại tướng Phật hay hơn o re. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Vẹn mười ân mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phủ bạc. Nếu làm đám được về cực lạc, thì giàu sáng được trọn hai bề. Ý tước quyền làm ác ấy hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót. Kinh với sám tùng nghe thành thoát, lũ nhưng bóng tập luyện đã rành. Đấu với đàn kèn trống nhịp sanh, làm ăn rập đắng đòi cao giá. Thâm trần tốt còn phân nhân ngà, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô ly. Xưa thần tu bài điều tà mi, mà dắt diều ba tánh đời đường. Thì chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hôi. Đúc Phật lớn chùa cao bối rối, mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô vi chứ cũng chè xôi. Phật chẳng muốn chúng sanh lo lốt, tăng với chúng ưa ăn đồ ngọt. Nên bày ra cung kiến quái hoài, ỷ nhiều tiền chẳng biết thương ai. Cung với lại khó trừ cho đằng, kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng. Không cầu xíu Phật bỏ hay sao, lập cây đàn chảy chọt lao sao. Bối lem mắt làm tuồng hát Phật, nay nhầm lúc mùa màng ngập thất. Vậy hãy mau bỏ bớt dị đoan, ráng giữ gìn luân lý tam can. Tròn đức kỳ hạnh mới là báo quý.
nay gần đến Long Phi xà dĩ, cảnh gian nan ba tánh hầu kề. Thấy chúng sanh còn hỡi say mê, không chỉ rõ đường tà néo chân. Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn sát phàm dình đáo Thích Ca. Làm gian ác là quỷ là ma, làm chơn chánh là tiên là Phật. Hiếm những kẻ không nhà không đất, mà sang giàu chẳng xót thương dùm. Có lỡ lầm chửi mắng sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn không hết lo dành lo cất, đem bạc trăm cúng Phật làm chi. Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu tung thiếu mà quơ mà tời. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hời, hãy giúp cho kẻ đôi mới nhầm. Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lắm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bư. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lấy Phật má trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chớ không dùng vật. Muôn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau. Kể từ rai vàng lộn với thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuân thế. Cứu ba tánh không cần lễ mễ, để dắt diệu đạo lý rảnh đường. Nước Nam Việt nhầm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Khuyên sư dạy bớt dùng của thế, gánh công tu đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thảnh thơi, tu giả dối thì lao thì ly. Khùng khuyên hết kẻ ngu người tri, rang tỉnh tâm suy nghĩ đau màu. Chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chanh. Các chư Phật không khi nào rành, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần giảng năm canh, về thượng giải tâu qua thượng đế. Số tội ác thì vô số kể, con làm nhân thì quá ít oi. Hỏi công đồng xem xét hẳn hoài, sai chữ tướng xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh màng. Đường đạo lý chớ nên chán nàn, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí. Sau đến việc sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Ta dạy dỗ là vì tình thiệt, cho ba gia rõ biết người khùng. Thấy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lương thiện. Chữ lục tự trì tâm bất
Viện thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chép hay in, mà truyền bá đăng nhiều phước đức. Trong ba tánh từ nay buồn bực, không yếu dân chỉ rõ đau màu. Ráng trì tâm tướng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Cầu linh hồn cho được vãng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hai tướng Phật đừng làm báo ngược, ta phần hồn giáo khắp thế gian. Giáo sát trần nước mắt chưa chan, khắp lễ thứ nghe lời thì ít. Chốn sơn lạnh bây giờ mù mịt, cho nên dân dạy chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói giống dài khó hiểu. Cờ đã thất còn chờ nước chiêu, mà còn ăn con chút làm chi. Ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vẹn. Chân lấp hỏi khỏi thùa khỏi thèn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức dắt diệu ba tánh. Nam mô Tam giáo quy nguyên phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Bửu ngọc vạn lai rõ đạo màu, sơn tầm hành thích nẻo cao sâu. Kỳ giả thức tâm tìm đạo lý, hương tuyệt đăng lui bái phục cầu. Dương chi tình thủy biên sải tam mà thiên tánh không bác đức lời nhân thiên pháp giới hoàng tăng duyên diệt tội tiêu khiên hoa diệm hoa hồng liên. Nam mô thánh lương địa bồ tát. Nam mô thánh lương địa bồ tát. Nam mô thanh lương địa bồn tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ.
Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Tước Bát Ra Gia Bồ Đề Tăng Đọa Bà Gia Ma Ni Đọa Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Giang Đát Bằng Ra Phật Về Số Đát Na Đát Tòa Nam Mô Tất Cả Kiết Lật Đọa Y Mông A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cấn Kỳ Hê Đề Ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa nam ma bà già ma phát đạt đầu đắc điệt tha ăn na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tăng đoa lát bà tát bà ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cu lô Kiết mông đồ lôi đồ lô và xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rị ni thất cái phật ra gia ra ma ma phàng ma ra mùng đế lệ hay gì hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì giá na ra cấn trì địa rì sắc ni na ba già ma na ta bà tất đà giá ta bà ma tất đà giá ta bà tất đà vũ nghệ thước bằng ra dạ ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng ha một khê dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà ha giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà mai tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha Nam mô A Di Đà Na Đà Ra Dạ Dạ Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Nga Tất Cả Điện Đô Mạng Đà Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha An Tất Điện Đô Mạng Đà Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha An Tất Điện Đô Mạng Đà Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiết đế tước bát ra gia bồ đề tăng đọa bà gia ma ni đọa bà gia ma ca lô ni ca giang đát bằng ra phật về Số Đát Na Đát Tòa Nam Mô Tất Cả Kiết Lật Đọa Y Mông A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cấn Kỳ Hê Đề Ma Bạn Đa Sa Mê Tát Bà Tha Đầu Vũ Bằng A Thề Dựng Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phát Đạt Đầu Đát Điệt Tha ăn na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tăng đoa lát bà ma ra ma hê rị đà dựng cu lô kiết mông đồ lôi đồ lô và xà gia đế ma ha và xà gia đế đà ra địa rị ni thất cái phật ra gia ra ma phàng Ma ra mùng đế lệ hay gì hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá Di đê rì già na ra cấn trì địa rì sắc ni na ba già ma na ta bà tất đà già ta bà ma tất đà
dạ ta bà tất đa vũ nghệ thước bàn. Ra dạ ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng một khi dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà giải kiết ra tất đà dạ ta bà ba đà mai tất đà dạ ta bà na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà. Nam mô A Ra Đát Na Đa Ra Dạ Dạ Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Nga Tất Cả Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà An Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà An Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô A Ra Đát Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Dạ Bồ Đề Tăng Đọa Bà Dạ Ma Nâng Đọa Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Dạ Tát Bàn Ra Phật Về. Số đất na đất tòa nam mô tất cả kiết lật đoại mong ma rị gia bà lỗ kiết đê thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn kỳ hay rì ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa nam ma bà già ma phật đạt đầu đắc điệt tha An na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rì ma ha bồ đề tăng đoa lát bà ma ra ma hê rì đà dân cú lô kiết mong đồ lô hê đổ lô và xà gia đế ma ha và xà gia đế đà ra địa rì ni thất hê phật ra gia ra ma ma phàn ma ra mùng đê lệ hay di hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá già hô lô hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì già na ra cẩn trì địa rì sắc ni na ba già ma na ta bà tất đà dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà tất đà vũ nghệ thước bàn. Ra dạ ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng một khi dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà giải kiết ra tất đà dạ ta bà ba đà mai tất đà dạ ta bà na ra cẩn kỳ bàn đà ra dạ ta bà ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà. Nam mô A Ra Đát Na Đa Ra Dạ Dạ Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Nga Tất Cả Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà An Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà An Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô A Ra Đát Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra
ra gia bồ đề tăng đọa bà gia ma đăng đọa bà gia ma ca lô ni ca gia đắc bằng ra phật về số đất na đất tòa nam mô tất cả kiết lật đọa y mong ma rị gia bà lô kiết đê thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn kỳ hay rì ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa nam ma bà già ma phát đạt đầu đắc điệt tha tháng na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rì ma ha bồ đề tăng đoa lát bà tát bà ma ra ma hê ma hê rì đà dựng cu lô kiết mong đồ lôi đổ lô và xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rị ni thất cái phật ra gia gia ra gia ra ma phàng ma ra mùng đế lệ hay gì hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá gia hô lô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì già na ra cẩn trì địa rì sát ni na ba già ma na ta bà tất đà giá ta bà ma tất đà giá ta bà tất đà vũ nghệ thước bằng ra dạ ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a một kê dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà ha giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà mai tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì ban đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha nam mô a ra đát na đa ra dạ dạ nam mô a rị dạ bà lô kiên đê thước bàn ra dạ ta bà ha nghe tất cả điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha an tất điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà ha an tất điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà ha nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiết đê thước bát ra gia bồ đề tăng đọa bà gia ma đăng đọa bà gia ma ca lô ni ca gia đắc bằng ra phật về số đất na đất tòa nam mô tất cả kiết lật đọa y mong ma rị gia bà lô kiết đê thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn kỳ hay rì ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa na ma bà già ma phát đạt đầu đắc điệt tha tháng na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rì ma ha bồ đề tăng đoa lát bà ma ra ma hê ma hê rì đà dựng cu lô kiết mong đồ lôi đổ lô và xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rì ni thất cái phật ra gia ra ma phàng ma ra mùng đê lệ hay gì hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì già na ra cẩn trì địa rì sát ni na ba già ma na ta bà tất đà già ta bà ma tất đà già ta bà tất đà vũ nghệ thước bằng
ra dạ ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục kê dạ ta bà ha ta bà ma tất đà dạ ta bà ha giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà mai tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha nam mô a ra đạt na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đê thước bàn ra dạ ta bà ha nghe tất cả điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha an đất điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà ha an đất điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà ha nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiết đê thước bát ra dạ bồ đề tăng đọa bà dạ ma nâng đọa bà dạ ma ca lô ni ca dạ đắc bàn ra phật về số đất na đất tòa nam mô tất cả kiết lật đoá y mông ma rị gia bà lô kiết đê thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn kỳ hay rì ma bàn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa nam ma bà già ma phát đạt đầu đắc điệt tha An na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rì ma ha bồ đề tăng đoa lát bà tát bà ma ra ma hê ma hê rì đà dựng cu lô kiết mông đồ lô hê đồ lô và xà gia đế ma ha và xà gia đế đà ra địa rì ni tất kệ phật ra gia gia ra gia ra ma ma phàng ma ra mùng đê lệ hay di hay thất na ra xâm phật ra xá lợi phật xa phật xâm phật ra xá già hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì già na ra cẩn trì địa rì sắc ni na ba già ma na ta bà tất đà già ta bà ma tất đà già ta bà tất đà vũ nghệ thước bàn ra già ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mục kê già ta bà ma tất đà già ta bà giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà mai tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha nam mô a ra đạt na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đê thước bàn ra dạ ta bà ha nghe tất cả điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha an đất điện đô mạng đá ra bàn đà dạ ta bà ha an đất điện đô mạng đá ra bàn đà dạ ta bà ha nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiết đê thước bát ra dạ bồ đề tăng đọa bà dạ ma nâng đọa bà dạ ma ca lô
ca giang đất bằng bạc về số đất na đất tòa nam mô tất cả kiết lật đoại mong ma rị gia bà lỗ kiết đê thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cấn kỳ hay rì ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa na ma bà già ma phát đạt đầu đát điệt ta an na bà lô hê lô ca đế ca ra đê di hê rì ma ha bồ đề tăng đo lát bà ma ra hê ma hê rì đà dựng cu lô kiết mong đồ lôi đổ lô và xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rị ni ra cái phật ra gia gia ra gia ra mã phàng ma ra mùng đế lệ hay gì hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì già na ra cẩn trì địa rì sắc ni na ba già ma na ta ba tất đà giá ta bà ma tất đà giá ta bà tất đà vũ nghệ thước bằng ra dạ ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục kê dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà ha giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà mai tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì ban đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha nam mô a ra đát na đa ra dạ dạ nam mô a rị dạ bà lô kiên đê thước bàn ra dạ ta bà nghe tất cả điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà an tất điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà an tất điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dương chi tình thủy biên
sai tam mà thiên tánh không bác đức lời nhân thiên pháp giới hoàng tăng viên diệt tội tiêu khiên hòa diệm hòa hồng liên nam mô thánh lương địa bồ tát nam mô thánh lương địa bồ tát nam mô thánh lương địa bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiết đê tước bát ra gia bồ đề tăng đọa bà gia ma đăng đọa bà gia ma ca lô ni ca giang đắc bằng ra phật về số đất na đất tòa nam mô tất cả kiết lật đoại mong ma rị gia bà lô kiết đê thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn kỳ hay rì ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa nam ma bà già ma phát đạt đầu đất điệt tha An na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rì ma ha bồ đề tăng đoa lát bà tát bà ma ra ma hê ma hê rì đà dân cu lô kiết mong đồ lô hê đồ lô và xà gia đế ma ha và xà gia đế đà ra địa rì ni tất kê phật ra gia gia ra gia ra ma ma vàng ma ra mùng đê lệ hay di hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá già hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì già na ra cẩn trì địa rì sắc ni na ba già ma na ta bà tất đà già ta bà ma tất đà già ta bà tất đà vũ nghệ thước bàn ra già ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng một kê già ta bà ma tất đà già ta bà giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà mai tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn kỳ bàn đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha nam mô hắc ra đát na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đê thước bàn ra dạ ta bà ha nghe tất cả điện đô mạng đà ra bạc đà dạ ta bà ha an đất điện đô mạng đá ra bàn đà dạ ta bà an đất điện đô mạng đá ra bàn đà dạ ta bà nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ
Nam mô A Di Đà Bà Lo Kiết Đế Thước Bát Ra Gia Bồ Đề Tăng Đọa Bà Gia Ma Đăng Đọa Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Giang Đát Bằng Ra Phật Về Số Đát Na Đát Tòa Nam Mô Tất Cả Kiết Lật Đọa Y Mông Ma Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Kỳ Hay Rị Ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa nam ma bà già ma phát đạt đầu đắc điệt ta an na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tăng đo lát bà tát bà ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cu lô Kiết mông đồ lôi đổ lô và xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rị ni thất cái phật ra gia gia ra gia ra mã phàng ma ra mùng đế lệ hay gì hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá gia hô lô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì già na ra cẩn trì địa rì sắc ni na ba già ma na ta bà tất đà giá ta bà ma tất đà giá ta bà tất đà vũ nghệ thước bàn ra dạ ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a một kê dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà ha giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà mai tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì ban đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi tăng kiết ra dạ ta bà ha Nam mô Ất ra đát na đá ra dạ dạ Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn ra dạ ta bà nghe tất cả điện đô mạng đá ra bạc đà dạ ta bà an tất điện đô mạng đá ra bàn đà dạ ta bà an tất điện đô mạng đá ra bàn đà dạ ta bà Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lo kiết đế thước bát ra gia bồ đề tăng đọa bà gia ma đăng đọa bà gia ma ca lô ni ca giang đát bằng ra phật về Số Đát Na Đát Tòa Nam Mô Tất Cả Kiết Lật Đọa Y Mông Ma Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Kỳ Hay Rì Ma Bạn Đa Sa Mê Tát Bà Tha Đầu Vũ Bằng A Thề Dựng Tát Bà Tát Đa Nam Ma Bà Già Ma Phát Đạt Đầu Đát Điệt Tha An na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tăng đo lát bà tát bà ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cu lô kiết mông đồ lôi đổ lô và xà gia đế ma ha và xà gia đế đà ra địa rị ni thất cái phật ra gia gia ra gia ra mã phàng Ma ra mùng đế lệ hay gì hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì già na ra cẩn trì địa rì sắc ni na ba già ma na ta bà tất đà già ta bà ma tất đà
dạ ta bà tất đa vũ nghệ thước bàn ra dạ ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng một khi dạ ta bà ma tất đa dạ ta bà giải kiết ra tất đà dạ ta bà ba đà mai tất đà dạ ta bà na ra cẩn kỳ ban đà ra dạ ta bà ma bà lợi thắng niết ra dạ ta bà nam mô ất ra đạt na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đê thước bàn ra dạ ta bà nghe tất điện đô mạng đà ra bạc đà dạ ta bà an đất điện đô bàn đá ra bàn đà dạ ta bà an đất điện đô bàn đá ra bàn đà dạ ta bà nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiết đê thước bát ra gia bồ đề tăng đọa bà gia ma nâng đọa bà gia ma ca lô ni ca giang đát bàn ra phật về số đát na đát tòa nam mô tất cả kiết lật đọa y mong a di đà bà lô kiết đê thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn kỳ hay đi ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa na ma bà già ma phát đạt đầu đát điệt tha an na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rì ma bồ đề tăng đoa lát bà tát bà ma ra ma hê ma hê rì đà dựng cu lô kiết mong đồ lôi đổ lô và xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rị ni thất cái phật ra gia gia ra ma phàng ma ra mùng đế lệ hay di hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì giá na ra cẩn trì địa rì sắc ni na ba giá ma na ta ba tất đà giá ta ba ma tất đà giá ta ba tất đà vũ nghệ thước bàn ra dạ ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng một khi dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà giải kiết ra tất đà dạ ta bà ba đà mai tất đà dạ ta bà na ra cẩn trì ban đà ra dạ ta bà ma bà lợi thắng niết ra dạ ta bà nam mô ất ra đát na đá ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đê thước bàn ra dạ ta bà nghe tất cả điện đô mạng đá ra bạc đà dạ ta bà an đất điện đô mạng đá ra bàn đà dạ ta bà an đất điện đô mạng đá ra bàn đà dạ ta bà nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ
Nam mô A Di Đà Bà Lo Kiết Đế Tước Bát Ra Gia Bồ Đề Tăng Đoàn.